Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Thế Giới Xe Cho Bé Bông Kít. Xe ô tô điện trẻ em thì hiện tại nó đang là cái dòng xe mà không còn xa lạ gì với các bé. Tuy nhiên là trên thị trường thì có quá là nhiều loại xe, hàng cao cấp cũng có mà hàng giá rẻ cũng có, cho nên là đôi khi là bố mẹ thì không biết lựa chọn dòng xe nào. Và hôm nay thì Bông Kít xin review chi tiết cho các bạn xem dòng xe ô tô điện trẻ em mang tên 6726R, là một trong những dòng xe cao cấp nhất hiện nay, hàng chính hãng của Chinobo, một cái thương hiệu chuyên về hàng cao cấp và hàng bản quyền của Lamborghini. 6726R là dòng thiết kế chạy hai động cơ aqui 12V với hai cánh mở thẳng đứng, rất là phong cách và cá tính, phù hợp cho một bé dưới 8 tuổi hoặc có tải trọng dưới 40 kg. Và bây giờ Bông Kít xin gửi đến các bạn video giới thiệu về dòng xe mang tên 6726R màu cam. Nếu như mà màu xám mang đến cho các bé một cái sự tinh tế sang trọng thì màu cam sẽ đem đến cho các bé một sự ấm áp, vui tươi cũng như là nổi bật. Tuy nhiên có một điều mà chúng ta phải thừa nhận rằng cả màu cam và màu xám đều khẳng định được cái sự cá tính cũng như là đẳng cấp của một rig kit khi được sở hữu dòng xe 6726R này. Đây mình quay chi tiết để cho các bạn xem hình dung được cái độ đẹp của dòng xe 6726R màu cam này nhé. Chiếc xe 6726R màu cam này chuẩn bị về với chủ, cho nên là bên mình có gắn sẵn một chiếc nơ để tặng cho chủ nhân mới. Và như mình đã giới thiệu từ trước thì cái dòng 6726R này phù hợp cho một bé dưới 8 tuổi. Đấy, và như mình đang quay là bạn trai này là bạn ấy 4 tuổi rưỡi rồi nha các bạn nhé, ngồi rất là thoải mái này. Để mình quay để các bạn hình dung được cái độ to của nó. Con đóng cửa, đóng cửa xuống nào. Trước khi mà quay chi tiết về các cái bộ phận của dòng xe 6726R thì mình xin nêu ra 6 cái đặc điểm nổi bật của dòng xe 6726R mà các cái dòng xe khác nó không có, bởi vì là 6726R kế thừa toàn bộ các cái đặc điểm nổi bật của hãng Chinobo. Thứ nhất là về chất liệu nhựa. Nhựa của Chinobo thì bao giờ nó cũng dày hơn tất cả các loại khác, dày, bóng, chắc chắn, cho nên là nó chịu được một cái lực lớn hơn các loại xe khác và bền theo thời gian. Đây các bạn nhìn kỹ, mình quay ở video các bạn sẽ nhìn thấy là cái nhựa ở đây nó rất là bóng và nó lẩn vẩn kim tuyến ở bên trong này. Các cái loại xe rẻ hơn thì nó sẽ không có được cái này nha các bạn nhé. Cho nên này các bạn nhìn trên hình thì các bạn sẽ phân biệt được ngay đâu là hàng Chinobo này. Đây, hàng Chinobo các bạn nhìn thấy nó có cả mã vạch để cho các bạn kiểm tra đây nhé. Đấy. Đó là về chất liệu nhựa này. Cái thứ hai là cái khung của hàng Chinobo nó cũng khác với các loại xe khác. Các loại xe khác thì về cơ bản khung của nó sẽ là khung sắt và mạ sơn. Đấy, phủ thêm một lớp sơn bên ngoài. Còn hàng của Chinobo thì nó sẽ là khung dạng khung dỉ. Đây mình quay cho các bạn xem. Nó rất là sáng và bóng, cho nên là nó sẽ chắc chắn hơn các loại xe khác. Đặc điểm thứ ba của Chinobo đó chính là cái trên cái chế độ chân ga. Đây các bạn nhìn thấy cái cần số của Chinobo này. Nó sẽ có một số lùi và 3 số tiến tương ứng với đi chậm, đi vừa, đi nhanh ngay ở trên chân ga. Các loại xe khác thì về cơ bản là chân ga nó sẽ chỉ có một số, cùng lắm là 2 số thôi, không có xe nào nó có 3 số cả. Và trên điều khiển thì tất nhiên xe nào nó cũng sẽ có 3 số. Đó. Đặc điểm tiếp theo nữa là duy nhất hàng Chinobo nó thiết kế quạt gió nha các bạn nhé. Đây các bạn nhìn thấy ở hai bên nó sẽ có hai cái quạt gió này, nó sẽ có công tắc để các bạn bật cái quạt thì nó sẽ thổi ra gió ở đây. Và một cái đặc điểm tiếp theo nữa của Chinobo đó là
nó sẽ có cái chế độ để ngắt cái chân ga hoặc điều khiển, tức là cùng một lúc các bạn sẽ chỉ chọn được chân ga hoặc điều khiển chứ không có kiểu cướp lái. Các cái loại xe khác ấy thì về cơ bản là ví dụ bé đang đi chân ga, người lớn điều khiển thì là sẽ là cướp lái đấy. Nhưng mà riêng của Chinobo thì nó sẽ có công tắc để các bạn chọn, tức là mình chọn đi chân ga hoặc là đi điều khiển. Đang đi điều khiển mà muốn đi chân ga thì mình sẽ chọn lại. Đó, nó sẽ có cái công tắc chọn ở phía bên này. Đây các bạn nhìn đây. Đó. Nếu mà chọn điều khiển thì đây. Còn đây là chọn đi chân ga. Mình ấn vào nút nào thì mình sẽ chọn cái chế độ đấy. Lát nữa mình sẽ review chi tiết cho các bạn xem. Một cái đặc điểm tiếp theo của dòng Chinobo đó chính là thiết kế dạng động cơ truyền lực. Ví dụ là mặc dù nó chạy hai động cơ nhưng mà nó sẽ chạy tốt hơn các loại xe bốn động cơ khác. Khi mà đi vào một cái vật cản nào đó, ví dụ như cái bánh này vướng vào vật cản, thì toàn bộ lực của cái động cơ bên này nó sẽ truyền sang lực của động cơ bên kia để nó đảm bảo cái lực tốt nhất để xe có thể vượt qua chướng ngại vật. Đó là 6 cái đặc điểm nổi bật của dòng xe Chinobo mà 6726R được kế thừa toàn bộ các cái đặc điểm nổi bật đó. Và bây giờ mình sẽ quay chi tiết từng cái bộ phận một cho các bạn xem. Đầu tiên là phía đầu xe. 6726R được thiết kế mang phong cách của Lamborghini bản quyền, cho nên là từng các cái đường nét. Đây các bạn nhìn thấy từng các đường nét, nó thiết kế chuẩn giống như xe thật và trông nó cực kỳ mượt và khôn. Nó không giống như kiểu là những cái hàng xe mà dạng giống như nhái lại đâu nha các bạn nhé. Đây các bạn nhìn thấy cái logo của Lamborghini này. Hai bên là hệ thống đèn pha, đèn này thì nó có sáng nha các bạn nhé. Nếu mà bé đi vào buổi tối thì là trông nó sẽ đẹp hơn. Phía đầu xe thì được phối một số các cái điểm nhấn màu vàng trông giúp xe trở lên nổi bật hơn. Và đây là bánh xe. Bánh xe thì nếu mà so với kích thước chung của xe thì bánh xe được thiết kế cũng có đường kính cũng tương đối lớn và hệ thống la răng 5 cánh rất là khỏe khoắn. Chính giữa là có logo của Lamborghini. Phía bản lốp thì cũng khá là rộng này, cùng với các cái đường vân ma sát giúp xe bám đường tốt hơn, chống trơn trượt và có thể vận hành tốt trên mọi cung đường. Hàng của Chinobo thì 100% là bánh nhựa, nhưng mà cái nhựa của nó thì lại là nhựa cao cấp, nên các bạn nhìn kỹ, mình quay kỹ cho các bạn xem cái chất liệu nhựa nha, nó rất là mịn đấy, cho nên là khi mà bé đi ấy thì nó không bị sóc đấy, nó không bị sóc, không bị kêu và đảm bảo bền theo thời gian. Tiếp theo là đến hệ thống đôi cánh. Đây là một trong những cái điểm nhấn của dòng xe 6726R với thiết kế hai cánh thẳng đứng cực kỳ đẹp và phong cách này. Đây các bạn nhìn thấy ở đây có logo bản quyền của Lamborghini và đây là mã vạch của nhà sản xuất Chinobo. Các bạn có thể check được luôn cái thông tin ở đây để tránh vấn đề hàng giả nha các bạn nhé. Đấy. Đôi cánh thẳng đứng này thì được đẩy lên bởi cái hệ thống thủy lực cực kỳ chắc chắn, nên các bạn nhìn thấy là mình không cần giữ nhé. Mình chỉ cần gạt ra thôi là cánh nó sẽ tự động hất lên như thế này. Mình thử cho các bạn xem. Đây khi mà đóng thì mình đóng chặt lại thì nó sẽ ngậm lẫy thì cánh nó rất là chặt này. Đấy, để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bé. Nếu mà muốn mở ra nhé thì đây các bạn nhìn thấy ở phía bên trong nó có cái lỗ này, mình gạt nó đó, gạt về hướng lối vô lăng thì là lực nó sẽ tự động đẩy lên cực kỳ chắc chắn luôn. Và đây là phía đuôi xe thì được thiết kế tương đối góc cạnh với những cái điểm nhấn cực kỳ nổi bật. Ở giữa đây là ba ống xả mô phỏng giúp xe trở lên cá tính hơn. Và có những cái điểm nhấn phối màu vàng trông cực kỳ nổi bật và đẹp mắt.
chuẩn giống như xe Lamborghini thật luôn nha các bạn nhé. R là dòng xe một chỗ ngồi rộng phù hợp cho một bé dưới 8 tuổi, có tải trọng dưới 40 cân. Đây các bạn nhìn thấy cái ghế được thiết kế rất là đẹp này, có những cái họa tiết trông nổi bật này. Ngoài ra thì xe còn trang bị hệ thống dây an toàn, có thể điều chỉnh được độ dài ngắn của dây cho phù hợp với độ tuổi của bé. Thêm một cái đặc điểm nổi bật nữa của dòng 6726R. Ở dưới cái ghế này nha, các bạn nhìn thấy này, nó có hai cái lỗ này. Đấy, hiện tại là kỹ thuật bên mình đang lắp cái ghế ở cái mức xa. Đấy. Nếu mà trong cái trường hợp mà mình mua khi mà bé còn nhỏ ấy, thì các bạn có thể bắt cái ghế nó lùi về phía đằng trước này này, thì là cái ghế nó sẽ gần với cái vô lăng hơn. Hai cái mức này thì nó cách nhau tổng khoảng 2 cm nhé các bạn nhé. Đây cũng là một trong những cái đặc điểm mà chỉ có hàng Chinlocbo nó mới có chức năng đấy, gọi là dòng đây chức năng này gọi là chức năng trượt ghế về đằng trước. Trên ghế cũng có logo bản quyền của Lamborghini này. Đây là khoang chỗ để chân. Khoang chỗ để chân thì được thiết kế rất là thông minh với đây các bạn nhìn thấy nó có hai cái lỗ này để nếu mà trong trường hợp mà nó có dính nước thì nó cũng sẽ tự thoát được này. Đây là lỗ cắm sạc, nó nằm ở mép ghế và trong khoang chỗ ngồi nha các bạn nhé. Và bây giờ mình sẽ quay toàn bộ về các cái nút quan trọng nhất ở trên xe cho các bạn xem. Mình đóng cái cửa lại để quay cho dễ. Ngoài cùng phía bên tay phải đây chính là cần số để chọn chế độ đi tiến đi lùi. Xe này thì sẽ có ở trên chân ga sẽ có 3 số tiến tương ứng D1, D2, D3 là đi chậm đi vừa đi nhanh. Nút P là nút tạm dừng và nút R là nút lùi. Đấy. Bên dưới đây là chân ga này. Ở trên vô lăng thì vô lăng cũng được thiết kế khá là phong cách phù hợp với cái đặc điểm chung của xe. Ở chính giữa thì có logo của Lamborghini. Hai bên đây các bạn nhìn thấy cái có hai cái quạt gió này, quạt gió thiết kế ngầm ở trên táp lô này, khi mà bật là nó có cái công tắc bật quạt. Đây các bạn nhìn thấy này, cái nút này nó cũng là một cái bật đèn, một cái bật quạt này. Đó thì là nó sẽ thổi ra gió. Và toàn bộ cái đây là gọi là mạch nhạc. Đấy thì trên xe nó sẽ tích hợp này, các bạn nhìn để mình thử luôn. Nút nguồn này. Khi mà mình bật nút nguồn thì xe nó sẽ phát ra cái tiếng khởi động. Đấy các bạn nghe chưa? Cực kỳ hầm hố luôn. Đây chính là cái đèn báo ắc quy này. Cái nút trên cùng đây các bạn nhìn thấy, đây chính là chọn điều khiển, tức là mình chọn chế độ điều khiển. Khi mà mình bấm vào đây thì nó sáng, thì là chân ga sẽ không đi được mà mình sẽ phải sử dụng điều khiển. Đây các bạn nhìn mình điều khiển. Nó chạy cực kỳ êm nhé. Đó. Còn nếu mà trong cái trường hợp mà mình không muốn điều khiển mà muốn cho bé tự đi thì mình sẽ chọn chế độ chân ga. Đó, khi mà bấm vào dưới này thì là cái nút chân ga này nó sẽ sáng. Và muốn đi thì các bạn lưu ý là cần số này, đầu tiên là mình sẽ phải chọn tốc độ đi D1, D2, D3 là đi tiến đấy. Ví dụ mình đang để ở chế độ D1 là đi chậm nhất, ấn chân ga, xe sẽ đi tiến này. Gạt hẳn xuống dưới, tức là chữ R, ấn chân ga xe sẽ đi lùi. Để ở dạng P, đây chữ P này, thì là xe nó sẽ không đi nha các bạn nhé. Tiếp tục đây là mode là để chọn các cái chế độ này, các bạn nhìn thấy ở trên này này. Đây mình vừa chọn này là cái USB này nó sáng, tức là bây giờ mình cắm USB vào đây thì nó sẽ phát nhạc ra. Ra xe, mình ấn thêm một nút nữa này. Đây chính là Bluetooth này.
Nếu mà các bạn muốn bắt Bluetooth thì các bạn sẽ phải chọn cái chế độ Bluetooth này nhá. Đây, tức là như mình đang chọn này, BT này, là nó sáng, sau đó thì mình bật Bluetooth ở trên điện thoại để kết nối với nhau. Mình bấm lại đây. Đấy. Như thế này là mình đang chọn cái chế độ music, tức là chế độ nhạc ở trên xe. Thì khi đó thì bật nhạc thì xe nó mới... Đó, bật nhạc thì xe nó sẽ phát ra âm thanh như thế này. Hai bên đây là nick bài này. Ấn nhấp nhả thì nó sẽ là nick bài nhá. Ngoài ra thì ấn giữ này. Mình ấn giữ V trừ này. Đó, âm lượng nhỏ này. Ấn giữ V cộng, âm lượng tăng này. Và đây chính là nút tạm dừng. Mình ấn một cái thì nó sẽ thành nút tạm dừng. Ấn giữ thì nó sẽ bật tắt nhé các bạn nhé. Và tiếp tục đây là bập bênh. Này các bạn nhìn thấy là khi mà mình chọn chế độ bập bênh, cái nút ở trên cùng này. Đấy thì xe nó sẽ rung tại chỗ như thế này. Cái này là tiến lùi tại chỗ. Cái chức năng này thì cực kỳ phù hợp cho những bé dưới 2 tuổi. Các bé có thể vừa ngồi vừa ăn hoặc là chơi ở trên xe cũng rất là thích. Mình muốn tắt cái chế độ này đi thì mình ấn lại vào đây. Đó, nó tắt rồi. Và đây chính là cái công tắc để bật tắt đèn cũng như là bật quạt này. Đây, mình bấm một cái. Đây các bạn nhìn thấy chưa? Đèn nó đang sáng này. Đó. Tiếp tục. Đấy, bấm thêm nữa thì là nó sẽ thổi ra quạt này. Đây các bạn nhìn thấy hai bên là nó sẽ phát ra gió rất là mát nhé. Đây, gió nó sẽ thổi đây. Đó, như thế này là mình sẽ tắt đi. Và đây là cổng USB này. Đấy, cổng USB để bố mẹ có thể copy những cái bài hát để bé mà bé thích nghe, sau đấy thì cắm vào đây. Phụ kiện mà đi kèm với xe thì bao có một đôi gương chiếu hậu này. Gương chiếu hậu thì các bạn sẽ cắm vào phía hai bên cánh cửa này. Và đây là điều khiển từ xa. Cái điều khiển từ xa này nó rất là nhỏ gọn nhưng mà cực kỳ quan trọng với những bé mà còn nhỏ, tầm khoảng dưới 2 tuổi. Về cơ bản là bé chưa có khả năng tự vận hành xe thì bố mẹ sẽ dùng cái điều khiển từ xa này để điều khiển cho bé. Trên điều khiển thì các bạn nhìn thấy này, tiến lùi này, quay trái, quay phải này. Cái mũi tên này chính là tăng giảm tốc độ này. Các bạn nhìn thấy 1 đèn, 2 đèn, 3 đèn. Đấy là đi chậm, đi vừa, đi nhanh, quay vòng. Đây là gọi là tạm dừng. Khi mà bấm vào cái nút stop này thì đèn nó nhấp nháy nhá, thì xe sẽ không đi được và cũng không điều khiển được. Mình sẽ phải ấn lại vào nút tạm dừng. Và các bạn muốn thay pin thì các bạn lật cái mặt đằng sau lên. Một cái phụ kiện nữa mà đi cùng xe đó chính là cái sạc. Dòng này nó chạy 12V cho nên là sạc cũng 12V nhé các bạn nhé. Đây các bạn nhìn kỹ này. Sạc 12V hoặc 15V. Như mình đang cầm đây là 15V. Còn nó có thể dùng chung được với sạc 12V. Thì cái chân sạc nó sẽ cắm vào lỗ cắm sạc này. Các bạn lưu ý là khi mà mình cắm sạc vào cái lỗ này nhá, thì toàn bộ xe nó sẽ ngắt nguồn để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bé. 3 lần đầu thì mình sạc tầm 8 đến 10 tiếng. Những lần sau thì đèn nó cứ đầy. Đầy thì nó sẽ chuyển sang màu xanh. Lúc đầu mình cắm thì nó sẽ là màu đỏ nhé. Nhưng là chuyển xanh thì sẽ rút ra. Và một cái nguyên tắc để đảm bảo bền ắc quy đó chính là mình sạc đầy và đi hết đi thì hãy sạc. Nếu không sử dụng đến thì 2 đến 3 tuần mình cũng lên sạc một lần để đảm bảo cho xe nó không bị chết ắc quy. Và muốn sử dụng trở lại thì các bạn phải rút hoàn toàn cái sạc này ra khỏi cái xe nhé. Chứ các bạn cắm này là không đi được đâu. Và mình xin quay lại toàn bộ các cái góc cạnh của dòng xe 6726R để cho các bạn xem lại một lần nữa. Nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến dòng xe 6726R thì các bạn đừng ngại comment xuống bên dưới. Đội ngũ nhân viên của bên mình sẽ liên hệ lại và tư vấn cho các bạn. Ngoài ra thì nếu các bạn cần tư vấn bất kỳ loại xe nào liên quan đến trẻ em từ sơ sinh cho tới 8 tuổi thì các bạn liên hệ tới hotline của shop mang số 0989348280. Thì nhân viên bên mình sẽ tư vấn cho các bạn những cái loại xe phù hợp cho mọi lứa tuổi.
Các bạn đừng quên ấn vào nút theo dõi này, like share để cập nhật thêm các cái video mới của shop nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và chúc các bạn một ngày mới tốt lành.